Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với clip chơi game của mình. Thì là bây giờ một con quái vật khổng lồ xanh sẽ tiếp chiêu với cả Shatterhead. Đấy, đấy. Chào người khổng lồ xanh nhá. Bây giờ người khổng lồ xanh sẽ chuẩn bị đánh nhau với cả quỷ đầu loa. Đấy. Wow, đại ca bị dọa đại ca. Thực ra mình là đại ca của nó nhá. Nó muốn xoắn ngôi của mình sao vậy, được rồi. Triệu hồi quỷ đầu loa ra để tiếp chiêu với cả con người khổng lồ xanh. Chúng ta sẽ triệu hồi team Shatterhead nha. Đánh nhau lên cưng. Người khổng lồ xanh này nó chưa hóa rồ đâu anh em ạ. Các bạn đợi một tí để nó hóa rồ lên thì nó sẽ hóa to siêu to khổng lồ ấy. Wow, wow. Không thể tin được đại ca này nó khỏe như vậy luôn ấy. Bây giờ thì nó là sư phụ của mình rồi anh em nhá. Đây này, một con boss. Wow, 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 to đấy, đấy, được đấy. Một con boss siêu to khổng lồ luôn. À, ghê à. Wow, to thế nhỉ. Thế trong trường hợp này thì chúng ta ấy hả? À? Chúng ta sẽ triệu hồi một con quái vật là xa là hết tầm cỡ và ngang ngang ngửa mà nó nhá, để đánh nhau xem con nào sẽ chiến thắng đây. Tiếp theo triệu hồi team sai này hết boss đấy, Never boss đây rồi. Oh my lợn. Như vậy là với cả con team sai này hết boss này nó khỏe hơn rất nhiều luôn, nó đánh chết con sai này, con khỉ khổng lồ xanh luôn rồi. Bạn thấy kinh không? Wow, ghê thật. Đấy, tăng cấp level lên nó phải khác chứ. Bây giờ mình sẽ chia hồi một con giờ hắc nữa nha các bạn. Quái vật người khổng lồ xanh đây. Chuẩn bị này. Chiu. Wow wow wow, nó bay kìa. Chơi 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 chơi. Kinh thiên động địa. Oh my god. Rồi. Một cú bổ của nó thôi là quỷ đầu loa tèo rồi nha các bạn. Ui. Wow, vãi trưởng thật. Ghê đấy. Được. Thế thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ phải triệu hồi một con quái vật xa đời hết khác nha các bạn. Đây thì là con cartoon xa đời hết đây rồi. Xuất chiến đi. Rồi, đội quân cartoon xe đến hết. Chiu 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 chiu. Wow. Một trưởng thôi nó quét sạch luôn. Rồi. Tỉnh nhau đi, tỉnh nhau ơi. Wow, ghê đấy, ghê đấy. Wow, người khổng lồ xanh. Con này nó có siêu boss rồi anh em ạ. À. Nó không phải là con người khổng lồ xanh coi vừa rồi đâu. Kinh thế. Đại ca. Hello. Wow, cái mắt của nó ghê vãi hàng luôn này bạn này. Cái mắt của nó còn có cả cái gì này, nó trắng trắng này, nó mắt nó như kiểu nó bị điên lên rồi ấy. Con này ghê thật. Con này là con boss nha các bạn, đừng có đùa với nó nha. Rồi, bây giờ thu hồi lại nó. Ok, thì là cái con người khổng lồ xanh mà nó vừa xuất chiến của mình ấy, mà nó bị thua sai này hết này, thì thực tế nó là con người khổng lồ xanh bình thường thôi. Đây này. Đây này. Con người khổng lồ xanh bình thường thôi nha. Kể cả nó hóa thần lên thì nó cũng không thể đánh được bại lại được sai này hết. Nhưng mà bây giờ mình sẽ triệu hồi một con người khổng lồ xanh đỏ nữa. Đấy. Một con người khổng lồ xanh màu vàng nữa nha. Bây giờ mình sẽ biến hóa cái con kiểu này trở thành một con màu vàng. Bây giờ mình sẽ cho một con màu vàng nha. Nó không còn là người khổng lồ xanh nữa. Nó sẽ là người khổng lồ vàng nha các bạn. Đấy. Nhìn cái mắt của nó đây. Wow. Bây giờ ấy, mình sẽ sử dụng con o này. Chiếu. Ui. Không chiếu được anh em ạ. À. Cái màu vàng này có vẻ hơi khó kiếm nha. Thôi. Như này thôi. Oh my god. Bây giờ nó thành cái người khổng lồ gì rồi ấy. Được rồi. Màu xanh nè luôn này. Đây mới chính là cái khổng lồ xanh này các bạn này. Rồi bây giờ mình sẽ nhuộm màu xanh cho nó. Đấy. Người khổng lồ xanh. Còn đây là người khổng lồ đỏ nha. Cho bé này thành màu đỏ. Đấy. Kinh chưa. Wow. Vàng. Đỏ. Xanh. Rồi. Chiến nhau với cả quỷ đầu loa đây. Đợt này mình sẽ triệu hồi một con quỷ đầu loa khác. Nó sẽ là một con quỷ đầu loa đèn giao thông nha. Quỷ đầu đèn giao thông đây. Xuất chiến đi. Đánh nhau đi. Wow. Team xa để hết đông vãi trưởng các bạn ạ. Wow. Mày chết này. Ăn đòn đi. Chiu, chiu. Wow. Wow 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 wow. Hóa điên rồi. Chết mày đi. Tài. Ơ, cái con người khổng lồ đỏ còn ở dưới đâu nhỉ? Ủa? Mạnh phết. Từ 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 từ, lôi 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 lôi. Ôi wow, trời ơi. Mày chết này. Team Shatterhead. Đánh nhau lộn loạn, xin lỗi cả lên rồi chơi. Trời 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 trời. Ghê vậy. Wow, như vậy là con người khổng lồ vàng này cuối cùng là đã giành chiến thắng rồi nhá. Hình như bọn người khổng lồ đỏ với cả người khổng lồ xanh nó chết hết rồi hay sao? Ủa, nó hóa điên rồi. À đây. Người khổng lồ xanh bỏ chạy là trời ơi, không tham chiến à. Cái con người khổng lồ xanh này nó không tham chiến nha. Cái con người khổng lồ đỏ thì không biết nó chạy đâu luôn rồi hay nó tèo rồi nhỉ. Ghê thật.
Ai, nó tiến hóa lên đấy. Sợ không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi một con quỷ đầu mẹ nữa nha. Đây là con The Gizmo The Megaphone, quỷ đầu mẹ xuất chiến. Rồi đấm nhau đi. Ai, team Sirenhead với cả team người khổng lồ đỏ, à người khổng lồ xanh. Wow, nó hóa điên rồi anh em ạ. Có vẻ như là cái năng lực của người khổng lồ xanh mà tiến hóa như này không ăn thua rồi. Mình sẽ triệu hồi một con người khổng lồ xanh siêu siêu đặc nhiệm nữa ra nha. Đây, siêu thần luôn, nó nổi điên lên rồi. Ủa bay đâu đấy? Chơi 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 chơi. Wow, con mẹ đẻ cái phone nó đẻ ra quỷ loa kìa. Wow, sai lần hết đông vãi hàng luôn. Chết mày này con dài, chết luôn rồi. Đấy, như vậy là hai cái con kia chỉ là con hai con người khổng lồ bình thường thôi, còn đây mới là con quỷ đây này. Ở đâu? Con quỷ thần nó ở kia chứ. Đây này các bạn ơi, đây mới là quỷ thần đây này. Đấy, con quỷ thần đây này. Đấy, ghê chưa, người khổng lồ chiến đấu với cả quỷ đầu loa. Hello, chào cưng nhá. Bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quái vật siêu to khổng lồ nó ra. À, để xem nào. Ở đây rồi, khỉ đột cánh tre. Đây là kinh công nha các bạn. Kinh công đấy. Chúng ta đang phải đối mặt với cả con kinh công đấy. Đánh nhau đi. Wow. Rồi, hy sinh luôn rồi. Tèo luôn rồi nha các bạn. Ok, thu hồi lại đây. Rồi, đi ra cái vị trí này triệu hồi một số những con quái vật khác. Đây, bây giờ mình sẽ cho đứng im, không cho nó cử động nữa. Và lần này mình sẽ triệu hồi con Godzilla ra. Đấy, thấy chưa? Đây là con Godzilla 2021 nha các bạn. Các bạn thấy nó to không? Rất là to luôn đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải triệu hồi một con quái vật Sirenhead ra để chiến đấu với cả con Godzilla này nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ triệu hồi Sirenhead đây. Nhưng mà lần này sẽ là một con Sirenhead nào đây? Nó là con Sirenhead này này. Quỷ đầu ấy hả? Quỷ đầu ngọn núi lửa nha. Đánh nhau đi. À chưa chưa, mình chưa giải thoát cho hai chúng nó. Rồi, đánh nhau đi. Quỷ đầu ngọn núi lửa nha. Ghê chưa, ghê chưa. Wow, cái bàn tay ma chết quỷ quỷ thần nó chết ở ngay trên đầu con sai này hết. Sai hết chạy rồi, bỏ chạy bỏ chạy bỏ chạy, chơi 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 chạy. Wow, tưởng thế nào, hóa ra là bé sai hết tèo rồi nha các bạn. Như vậy là nó sai hết là thường thường đánh nhau nó sẽ phải đi vào tập đoàn đông nhá, nó đi lẻ tẻ nó chết. Rồi chúng ta sẽ triệu hồi một con ít kiểu ra ve. Wow, con này là con quỷ đầu mộ à? Quỷ đầu mộ anh em ơi, quỷ đầu mộ xuất hiện. Từ 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 từ. Quỷ đầu mộ, quỷ đầu mộ, quỷ đầu mộ. Wow. Quỷ đầu mộ này nhé. Quỷ đầu mộ này. Ấy, bíp bíp bíp, u mải gót, chết hết rồi. Trời, đi hết tận đâu nữa. Nó phun lửa, phun lửa, phun lửa, phun lửa, phun lửa. Ấy, chưa lại quỷ đầu mộ nữa nhá. Ấy ôi, những cái tinh linh màu xanh kia kìa, đó chính là cái tinh linh của con giờ hắc, đó chính là con người khổng lồ xanh ấy. Hắc kìa ấy, húc húc húc, giờ húc hay giờ hắc ấy, húc, chả biết tiếng Anh đọc là gì. Nói chung nó là con người khổng lồ xanh. Đây, Rip đây, Ripper đây, Kiu, đây là quỷ đầu đầu mộ nhá. Con này tèo rồi nha, con là chết rồi. Bây giờ quỷ đầu mộ sẽ chiến đấu với cả Godzilla ấy à, chúng ta nhé các bạn. Quỷ đầu mộ mình triệu hồi thật nhiều luôn. Đấy, xảy cả một đội quân luôn. Đây là con boss nhá. Đây sẽ là con boss này, con đầu đàn luôn này. Level up đấy, level up boss. Đây, quỷ đầu mộ đây. Chính thức của nó rất là bé nhá, nó chỉ cao bằng người mình thôi. Chắc tầm 1m8, 1m2 gì đấy. À, 1m8, 1m2, 1m gì đấy. Quỷ đầu mộ. Uốn. Có gót gì ra nó giống kìa, trời ơi. Wow, quỷ đầu mộ lại hút máu nha các bạn. Trời đất ơi, con quỷ đầu mộ này nó biết hút máu đấy các bạn à. Ghê chưa, ghê chưa. Wow, Còn ba nhá. Nó full tham city và phát ơ chết hết. Uầy, cái âm thanh này nó giống như ở cái cổng những con cua. Wow, quỷ đầu mộ này. Trời ơi, nó chết rồi, sẽ thành cái mộ này các bạn ơi. Dị vãi hàng luôn, trời ơi, nó lạnh xuống đây rồi, trời. Mình sẽ lôi nó lên. Mình sẽ lôi nó lên nha. Đấy, nó hồi sinh rồi.
Wow, ghê vai hàng này các bạn ơi, nó chun đất lên này trời. Đấy, đời, kinh thế nhỉ. Lên, ok. Con Godzilla sợ rồi. Wow, 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 lên, 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 lên. Chiu, ha ha. Con quỷ đồ bộ này dị phết anh em ạ. Nó chui từ dưới đất lên, nó đúng là con quỷ đầu bộ luôn. Đây là đội quân mạ mà chơi. Ui, nó hút máu của con Godzilla. Mình nghĩ quả này Godzilla tèo rồi anh em ạ. Tèo rồi, đâu được rồi. Đâu rồi, người khổng lồ xanh đang giải cứu thôi. Còn quỷ đầu bộ này nó đang thống lĩnh thị trường rồi. Nó đang thống lĩnh cái tầng thứ vùng đất này rồi trời ơi. Nó khống chế Godzilla rồi. Godzilla thì đã chết rồi anh em ạ. Godzilla tèo nha các bạn. Để phết rồi. Triệu hồi ngay ra một con, đó chính là Superman. Superman. Hai Superman. Wow. Các bạn thấy không? Như vậy là cái con quỷ đầu gỗ ấy, nó trấn yểm cái con Godzilla này, là cho con Godzilla bị đứng im luôn. Godzilla không thể đánh được quỷ đầu mộ luôn, nếu mà quỷ đầu mộ nó đông nha. Đầu mộ cực kỳ nguy hiểm luôn, nó hút máu của những con quái vật khác. Godzilla chạy té đái luôn này các bạn nè. Chạy té đái luôn trời. Godzilla sợ sớm mất dép rồi anh em nhá. Wow, quỷ đầu mộ chết rồi anh em ạ. Thực ra thì là cái sức mạnh của con Godzilla này nó rất là mạnh luôn, nhưng mà nó sẽ bị khống chế bởi những cái con quỷ đầu mộ nha các bạn. Đấy, đấy, đấy. Khi mà bị khống chế nó Godzilla chỉ bị đứng im thôi, mà đứng im là chết. Và chết nha các bạn. Wow 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 wow, Godzilla nổi điên rồi anh em ạ. Được rồi. Thế trong một trường hợp mà Godzilla đang nổi điên như này ấy, thì mình sẽ gọi ngay một con giờ hốc giờ hắc ra, một con quỷ đầu xanh ra, con người khổng lồ xanh ra để tiếp chiêu với cả con Godzilla nha các bạn. Tiếp chiêu đi. Xoài. Vãi xoài chưa? Đánh nhau tùm với cả lên rồi. Đấm nhau đi, đúng rồi chém đi. Đấy, phang đi. Chiêu. Ui giời ơi. Đến. Ai mà chịu cho được. Đây à, từ từ bây giờ mình nhập thể vào con giờ hút giờ hắc nha. Nhập thể vào đây. Chiêu. Rồi, mình đã trở thành super siêu nhân rồi anh em ạ. Đấm nhau luôn, tham chiến luôn. Đấm Godzilla luôn. Ủa ơi, con Godzilla này trâu thế nhỉ. Wow, bay cao vãi hàng luôn. Rồi, lên 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 nha. Lên. Wow. Ê, không chết à? Đánh nhau đi, xong vào đánh nhau đi đà trời. Không thể tiêu diệt được con quỷ này. Ôi trời, sao mình cứ bị bay đi đâu nhỉ? À, lên 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 lên, xong lên xong lên xong lên. Chiến đi, đấm đi, đúng rồi. Ê, 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 ê. Choảng luôn, choảng luôn, choảng luôn. Wow, cái hành tinh sắp nổ tung rồi anh em ạ. Mình đấm con Godzilla này từ lấy rồi nó có tèo đâu. Mình cảm thấy bắt đầu sợ nó tới đấy các bạn ạ. Chứ mình không lùi bước đâu. Mình sẽ gọi là chiến luôn. Cho nó biết thế nào là thần thông quảng đại, là chút bất thời vừa dài rồi. Chiến luôn. Đấm nhau vào quỷ hoa. Wow. Ok, đây là game Garibot nha. Những bạn nào hỏi đây là game gì thì mình sẽ trả lời luôn trong video này là Garibot, hay còn gọi là G-Mode nha các bạn cứ lên mạng bạn tìm G-Mode nó ra thôi. Nhưng mà các bạn chơi cái trò này là các bạn mất tiền nhé, mất tiền này, không có tiền có đâu anh em ạ. Rồi, phát rồi anh em ơi. Wow, bất tử rồi, trời ơi, Godzilla bất tử rồi. Oh my god, máy của mình đơ luôn rồi các bạn. Chào tất cả các bạn nha, máy của mình đơ rồi ạ. Bye bye tất cả các bạn nhớ đăng ký kênh và cho mình một like nhé. Bye bye tất cả các bạn, yêu tất cả các bạn, bye bye.